USA của Mỹ. Nhưng Mỹ này là Mỹ Tho, Mỹ Đình nhá. Tất cả đều là hàng Trung Quốc anh em ạ. Anh ơi, anh đang làm gì anh? Đang thử cái mic mới về em ạ. Bây giờ đi tháo mạch ra. Hôm nay Mạnh Tiến về cái mic UX23 Plus. Đây, đang tháo mạch ra anh em ạ. Trên này đã dập chữ xua rồi. Xem bên trong có gì. Đây, đây là vỏ hộp bên ngoài của em đó. Ngọc Trinh gọi là cụ nhá. Đây, thưa quý vị, thì đây là chiếc cái mic xua UX23 Plus phiên bản mới nhất năm 2021. Đây, đây là em đã mổ ruột và moi gan con này ra. Bên trong bốn cộng đầu thu sóng rất là lớn luôn, lớn cực kỳ luôn. Đây anh em nhìn thấy không? Chứng tỏ phát sóng cực kỳ tốt luôn, bốn cục thu sóng này. Đây có hai cục biến trở cực kỳ lớn, ghi chữ khắc chữ xua của nhà máy sản xuất luôn, USA của Mỹ. Nhưng Mỹ này là Mỹ Tho, Mỹ Đình nhá. Tất cả đều là hàng Trung Quốc anh em ạ. Đây là hàng Trung Quốc anh em ạ, nên không có hàng Mỹ đâu. Đây nó ghi thôi. Có nghĩa là bộ mic xua này thương hiệu Mỹ nhưng sản xuất được ở Trung Quốc, giống như iPhone, điện thoại iPhone. Đấy. Bo mạch rất là tường tận, dễ đủ. Đây em đang bật mic đây đây, hai mic của nó đây. Đang bật mic đây, đang đấu thối đến âm ly. Đây là tiếng nói đã qua mic, qua xử lý rồi. Đây, mời quý vị các bạn nhìn xem bên dưới này. Đây, cái mic xua UX23 này đây, màn hình điện tử full đẹp chưa anh em. Đây, mình nói đến đâu được đây, mình đang nói tần số 033 đây các bạn này. Nhìn cái nút chỉnh volume này còn rất đẹp này. Nói lên này, đèn nó sáng theo rồi, đẹp chưa. Đây, tần số AHF này, CS 033 này, rất là đẹp luôn. Cái điều mà mình thấy hay nhất ở cái mic xua UX23 này, Plus này, là cái nút set tần số và cái nút chỉnh ở đây rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Đấy, đây nút nguồn nó ở đây, nhưng mà tiếng mic rất là sáng. Đây, chỉnh đây. Đây, mình có thể set tần số ngay tại đây. Đây, nó khác với UX23 trước, những cái đầu trước đó nó không có. Và toàn bộ ở đây đều làm bằng sắt anh em ạ. Volume thì phiên âm bằng toàn bộ tiếng Anh. Ở trên đầu lúm này thì có hình ngôi sao anh em ạ. Hình ngôi sao, tất cả đều bằng hợp kim hết. Đây, các bác nhìn bộ bo mạch này. Thực sự là Mạnh Tiến bán hàng âm thanh khoảng chục năm nay rồi, nhưng thực sự mình rất ưng và kết chiếc mic UX23 Plus này. Phải nói, mẫu rất đẹp, nhưng con này tiếng rất hay. Giá thì hơi chát một chút. Em khẳng định ở trên thị trường mà cái giá bộ này nó phải khoảng 3 triệu đổ lại, 3 triệu đổ lại. Nhưng mà tiếng mic rất sáng, rất sáng, rất hay. Đây, cận cảnh của nó đây. Đẹp cái từ con IC, nó trang bị rất là hay các bạn. Nhìn vào cái bỏ mạch này thì phải nói là nó tráng gương rất đẹp. Đây, tích hợp chống hú rất tốt. Đây, đây các bạn nhìn thấy bo mạch còn rất đẹp chứ, rất tuyệt vời chưa, ok chưa. Đây, mic của nó đây rất là đẹp luôn, sáng cực kỳ luôn. Đây, em nói toàn bộ bằng micro. Đây, đang nói toàn bộ bằng micro. Bây giờ sẽ cho thử echo lên các bạn xem nhá. Echo lên này, lên echo nhá. 1, 2, quá hay. Thì mic rất ấm anh em ạ. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều lao xòa tóc ngồi bên xe, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khẽ hợp tâm từ lại thôi, đường hoang vẫn chưa mở lối. Tuyệt vời anh em ạ, tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, thì phải nói tiếng mic rất là trong, cực kỳ trong, cực kỳ trong, quá hay. Tôi nói thật, nhà tôi bán rất nhiều micro, rất nhiều micro UX, nhưng phải là con UX23 Plus này, nếu các bạn mua làm âm thanh ánh sáng hội nghị, tôi nói thật đáng mua. Âm thanh gia đình con này nó rất đắt, nó khoảng 3 triệu tiền Việt Nam đổ lại. 3 triệu, mình nghĩ là cái giá tầm tiền đấy, nhưng mà mình lựa chọn một bộ mic mà nó hay như thế này trong cái dịp Tết này 2021 này, nó cũng đáng, thật sự là rất đáng. Thì mình cũng nói luôn, tất cả những cái hàng này đều là hàng Trung Quốc, nhưng cái nhà máy của nó sản xuất tại Trung Quốc, nhưng nguyên liệu nhập khẩu chắc chắn ở Mỹ. Vì để mà ra được một chất âm tư lượng hay như thế này rất khó, rất khó anh em nhá. Đấy, nếu anh em thấy hay cái video này, hữu ích cho anh em mua âm thanh, thì nhớ like và chia sẻ giúp Mạnh Tiến. Mạnh Tiến một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Nhớ đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh ở bên dưới nhá. Ok.